Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy, đề can và mực vào máy ZT230. Đầu tiên là bên hông của máy thì các bạn sẽ mở cái nắp của máy lên. Phía trên này cũng đã có hướng dẫn của phía nhà sản xuất rồi. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Trong này sẽ có hai cái phần lõi của cuộn mực. Phần này là phần cuộn mực của mình này, phần này là cuộn mực thừa này, tức là sau khi in ra này, lắp ra tháo ra này. Các bạn sẽ cần phải tháo cái lõi giấy này của cái phần cuộn mực ra này. Đầu tiên là thế. Đây là cuộn mực của mình. Các bạn sẽ lắp cho đúng theo chiều hướng dẫn của nhà sản xuất. Lắp đúng chiều như này. Đầu tiên các bạn sẽ cho cái cuộn mực vào đây. Các bạn đẩy sát vào. Rồi. Sau đó cái phần giấy này các bạn để ý một chút này. Các bạn sẽ luồn dưới cái phần này. Đấy, luồn dưới này. Luồn dưới và kéo ra. Kéo dài ra. Cuộn vào đây. Này, các bạn cuộn chặt tay cái này. Cuộn tầm mấy vòng là được. Cuộn mấy vòng để cho cái phần cuộn giấy mực thừa nó bám chắc vào cái phần mực của mình để không bị đứt giữa chừng. Chừng nào các bạn cảm thấy là xoay này nó không bị cuộn tròn nữa thì có nghĩa là bạn đã ok. Đấy. Các bạn để ý này, cuộn mực này lắp đúng chiều như này, luồn xuống khe dưới này, đi vòng lên trên, cuộn vào cuộn mực thừa, cuộn chắc tay một chút để phần này nó phẳng ra một chút này. Phẳng ra. Đấy là xong phần mực. Còn phần giấy thì máy ZT230 thì sẽ hỗ trợ cả cuộn giấy phi 1 inch và cuộn giấy phi 3 inch. Thì đây tôi sẽ lắp thử cuộn giấy 1 inch cho các bạn xem. Các bạn cũng để đúng chiều này. Chiều hướng của cái đề can này sẽ tiếp xúc với cái phần mực này tại cái đầu in này. Thì cái cuộn tem của mình sẽ để theo đúng chiều như thế này. Các bạn sẽ mở cái nắp ra, xỏ cái phần con lõi vào này. Đây. Sau đó sẽ đẩy phần này lên, để phần này sát vào một chút. Không nên sát quá sẽ bị rít. Đây, cái này để định vị cái cuộn giấy của mình thôi. Đấy. Sau đó các bạn sẽ để luôn phía dưới này, phía dưới của máy này. Ở phía dưới này, trong này nó có một cái định vị tiếp của giấy này, cái khe này. Thì giấy của mình sẽ nằm ở trong cái phần khe này. Nó luồn xuống dưới này. Đấy, dưới này. Các bạn để ý đây, các bạn cho cái giấy nó luồn vào trong cái khe giữa này. Đó. Kéo dài thêm một chút. Tại đây thì có cái thanh chặn của giấy này. Các bạn cũng đẩy cái thanh chặn này vào gần đến cái mép của cái cuộn giấy. Cũng lưu ý là đừng lên xít quá thì sẽ bị rít. Các bạn nhìn tổng quan lại này, cuộn giấy này đúng chiều như này ra đây, lắp luồn phía dưới của cái thanh này, luồn ở khe giữa của cái thanh chặn giấy này, chặn cái phần thanh chặn này, luồn ra ngoài này, luồn cho nó xít vào phía bên trong này, xít cái cuộn giấy này xít bên trong một chút. Đấy, như vậy là ok. Như vậy là phía cái tem này sẽ được tiếp xúc với cái phần mực tại cái đầu in ở đây. Sau đó thì ta sẽ đẩy cái phần lắp của cái đầu in này xuống. Ta kéo xuống này. Lưu ý là như này là chưa ok. Ta bấm mạnh tay một chút. Khi nào tiếng sắc là được. Đấy. Như vậy là đầu in đã được lắp xuống. Đấy. Thì sau đó thì ta sẽ đẩy cái lắp máy xuống.